lửa. Đùa, chạy vào gạt đi. Ông sợ cái gì? Ui rồi ôi, ông chạy vào ông gạt rồi ông ném lông đèn đuổi gắt qua tôi. Ông còn bằng cả Trung Mắt TV luôn đấy. Mai học thực hành bạn lại ơi, thoải mái. Không muốn chửi, không dám chửi con thờ đét anh em ạ. Hai. Năm nay vào 3 luôn. Sao cầm đao à, bình tĩnh. Bình tĩnh bắn đi. Thoải mái ha. SGB không ăn nổi bọn 3x2 xuống Bắc Mỹ luôn chiều nay. Ôi rồi lo cái gì em ơi. Thực ra anh em đừng có trong cái eSport, kể cả bóng đá hay là game cũng, anh em đừng có cái tính chất là bắc cầu. Bỏ cái tư duy là tính chất bắc cầu là đội này thắng đội này thì sẽ suy ra sẽ thắng đội kia, bỏ cái tư duy đi. eSport mà lại có cả tính chất bắc cầu đây à? Mỗi một trận thì nó có một cái ban pick khác nhau, mỗi một trận nó có một cái thế đánh khác nhau. Có những cái trận mà ban pick đẹp thì không nói làm gì. Nó gặp cả mắt, nó gặp cả mắt luôn. Thế nhở? Combo được thì combo đến cùng. Ơ, à mình chưa 3 nhỉ? Mình QE những thật đấy. Mày không hớt được tao con trai rồi. Tự nhiên mất tập trung quá anh em ơi. Cái đầu mình nó quay ra cái bảng chat ấy. Từ từ lấy lại cái bình tĩnh ngay. Nãy giờ tôi cứ vừa chơi tôi vừa nhìn bảng chat là chết rồi. Út ai đêm gì ra ngó hết. Mai E đi chơi với crush của E buổi đầu tiên nên làm gì để ấn tượng tốt A Giai nhỉ? Mai có hẹn đi xem phim. Ra lăng mà được em. Tự tốt thì chỉ ra lăng thôi. Thử đồ rốt đi thêm phim rồi à? Ok đấy nhỉ. Anh đi trước đi xem phim mà vừa bỗng dưng tụi cổ à? Ờ. Anh đi đến hay không? Phim này hay đó. Hay nhỉ? Cho mình hết. Em xem à? Xem rồi. Đức Tín đã uy scan 10.000 đồng. Thử đi hotel để có ấn tượng khó phai nhé. Chơi được mà. Nhưng mà sống à? Hay quá nhỉ? Ôi. Ôi. Nó mà thích là nhà mình chơi nha. Nó mà thích là nhà mình chơi nha. Đúng quá. Hello Tuấn Anh nhá. Không thích đâu mày. Bình tĩnh như tôi rồi ông lên. Đùa, chạy vào gạt đi. Ông sợ cái gì? Ui rồi ôi, ông chạy vào ông gạt rồi ông ném lông đèn đuổi gắt qua tôi. Ông còn bằng cả Trung Mắt TV luôn đấy. Nó vẫn phải khen. À Có thể nói Triệu Khánh Linh xinh nhất quận Thanh Xuân đời si cô A mặt cười. Nói chung là Triệu Khánh Linh sinh thứ hai quận Thanh Xuân nhé, sau vợ anh cũng Thanh Xuân. Ôi! Kiểu 3 thằng rồi mà vẫn vô. À, Shiba. Anh đi đây. Mai học thực hành bạn lại ơi, thoải mái. Không muốn chửi, không dám chửi con thờ đét anh em ạ. Mai chặt. Ui. Không, không Dũng ơi, chúng cái cùng đấy mình làm sao đi được. Bằng độ như ôi gắt, trượt rồi. Hết thời gian, hết thời gian. Đi lương, đi lương, đi lương. Con bot gà quá. Pha này nó hất trượt làm tôi mất cái lag sợ quá anh em ạ. Nope. Ôi chết rồi. Không, ít nhất phải bạch kim 1 anh em ạ, tại vì bây giờ hết trận là tôi bạch kim cương 3 rồi. Kim cương 3 bây giờ có cái bạn gì bạch kim 2 muốn đua chắc đua được. Ôi giời ơi. Con Kalista này cần đi lên 9 mạng em. Trời ơi, đánh Kalista còn cần 9 mạng nữa rồi. Mình cho nhận xét về cái gì các ta mà không có nhiệt đao đi, à không có cuồng đao thì vứt đi rồi em. Cái gì đến năm nay thì tôi nào cũng mạnh, mạnh nhất là tiền đấy. Để cho người nhanh. Ở cái ba, tôi một thôi. Thế nào? Đây, đang vào ăn rét lại, bác lại đánh. Thế lưu yếu nha. Mày đọc về à? Mày muộn đấy, mày muộn. Mày yếu anh thì như mày đọc lại, mày đọc lại, mày cũng đọc về đấy. Cứ xa mày cũng đọc về. Chết kìa. Ui. Ông cười là bố à, tôi cười à. Chơi vào chơi những trận 11 trò là thì hoạt tinh nữa. Ngày xưa hoạt sách như anh trò cũng không 9 giờ là về rồi. Ui, đúng một bắn. Ui. Go, go, anh đi này. Thì tôi thề với anh em Counter-Strike đánh này ui nổi chứ, nó cứ chết chay không à. Bốn cây 3 triệu. Thật đấy. Ây, 4 cây 35 3 triệu. Út 3 triệu. Để ơi, 1 cây. Một ma mình tin là bằng 2 triệu đúng không? Không thua được đâu, không thua đâu, không thua đâu, không có lính. Thua luôn. Lính to, lính to. Thua luôn. Chưa thua. Con Silas cướp ulti vào, nó giật Taliya đập cái đang tự quang định trấn cút luôn, ăn luôn thì hơi toang đấy, ăn luôn nó en thì sao, một thằng cản một thằng en, không có rồi anh Hiếu ơi. Giết được Zilin. Chết thế rồi. Lén cái lồng đèn nó tao ui. Như vô ăn à. Đúng rồi, như em bảo 54 mà. Ô kìa. Ô kìa. Let's go. Thì 3 phần tư em sẽ làm sẵn rồi này. Nó cứ cắn nó. Nó đây. Con đi đâu ạ? Rồi. Chơi chưa? Kim cương 3! It's coming! Quay thế mà game đấy đi thẳng á? Đánh được nha, đánh được nha. Ai? Báo không ở 99 điểm. Tập trung thế rồi mà 99 điểm mà.